Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1 tuần 2. Và các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 5 thầy đã làm rất là chi tiết, rất là đầy đủ cho các em từng bài, từng trang rồi các em nhé. Vở bài tập tập 1, tập 2, vở luyện toán tập 1, tập 2, bài tập thực hành môn toán, bài tập thực hành tiếng Việt và toán rất là chi tiết cho các em ở trên kênh rồi, các em nhớ tìm để các em học nha. Nhiều em cũng hỏi về đề kiểm tra thì trên kênh đã có đầy đủ đề kiểm tra giữa kỳ 1, giữa kỳ 2, cuối kỳ 1, cuối kỳ 2 rồi. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 15 nè. Ta sẽ đến với cái bài số 1 nè, yêu cầu nè, viết các phân số sau thành phân số thập phân. Vậy thì các em nhớ ở lớp 4 là chúng ta đã biết này, phân số thập phân là những cái phân số làm sao các em? À, nó có dạng là có mẫu là bao nhiêu? 10, 100 hoặc là 1, 1000, vân vân, đúng không nào? Vậy thì đây nè, 7 phần 2 nè. Các em nhìn thấy mẫu ở đây nè, là số 2, đúng không? Vậy thì mình sẽ cùng nhân cả tử và mẫu với mấy? Để được mẫu là 10 các em. À, vậy thì chúng ta sẽ lấy 10 chia cho mấy? 10 chia cho 2. Vậy thì sẽ bằng mấy nhỉ? Bằng 5 đúng không? Vậy thì sẽ nhân cả tử và mẫu với 5 thôi. Đúng không? Đó. 7 x 5 là 3, 35. 2 x 5 là 10. Hãy nhớ dùng thước kẻ nhé. Em nào kẻ không thẳng được chúng ta dùng thước. Rồi, 11 trên 4 nè. Vậy các em thấy 4 này nè, không thể đưa về mẫu là 10 được, đúng không? Thì chúng ta phải nghĩ tới phương án là bao nhiêu? 100. Vậy thì 100 chia cho 4 bằng bao nhiêu? 100 nè, các em chia cho 4. 10 chia cho 4 thì được 2. 2 x 4 là 8, còn dư mấy? Còn dư 2. 20 chia 4 bằng 5. Như vậy thì chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với 20 mấy? 25, đúng không? Đó, để được mẫu là bao nhiêu? Là 100 nha. 4 à, cũng nhân với 2, 25. 11 các em nhân cho 25. Vậy thì đây là nhân một số với 11, đúng không? Thì bạn nào cũng biết rồi đúng không? Còn không chúng ta đặt phép tính nè. 5 nhân với 1 là 5 nè, 2 nè, đúng không? 5 nè, 2 nè, 5 nè, 7 nè, 2 nè, đúng không? Vậy thì sẽ là bao nhiêu? 2, 7, 5 trên 1, 100. Được chưa? Rồi câu C. Mẫu ở đây lại là mấy? Là 5. Thì các em sẽ lại nhân cả tử và mẫu cho mấy nhỉ? À, 5 nhân với mấy thì đồng 10? 5 nhân với 2, đúng không? Thì 9 chúng ta cũng phải nhân với 2. 9 x 2 là 10, 18. 5 x với 2 là 10. Được chưa? Rồi câu D này. Câu này mẫu là tới bao nhiêu? 300. Như vậy 300 này thì các em có thể chia được cho mấy? Chia cho mấy để được mẫu là 100? À, như vậy 27 chia được cả cho 3 đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho 3. Đó, anh này thì lại phải chia nhá. 300 này, các em cũng sẽ chia cho 3. Rồi, 27 chia 3 bằng 9. 300 chia cho 3 thì bằng 1, 100. Được chưa? Xong nhá. Rồi, chúng mình cùng đến bài số 2. Thì yêu cầu mình là tính nè. Vậy thì đây là những phép tính cộng trừ phân số thôi, đúng không? Bắt buộc chúng ta phải làm gì? Làm là giấy nháp và phải làm sao? Quy đồng nó, đúng không nào? 6 phần 5 này, cộng với 9 phần 4. Mẫu số chung là bao nhiêu? 2 gì? 20 đúng không nào? 6 phần 5 chúng ta sẽ bằng bao nhiêu đây? 6 x 4 là 24 trên 20. Cộng với 5 x 9 là 40, 45. Đúng chưa nào?
Đấy, vậy thì các em quy đồng lên. Ở đây chúng ta sẽ được là 24/20 cộng 45/20. Và chúng ta cộng vào thì sẽ được bao nhiêu? 4 với 5 là 9 nè. 4 với 2 là 6 nè. 69/20 thì chúng ta có thể rút gọn được không? Rút gọn được đúng không? Chia cả tử và mẫu cho bao nhiêu? Chia được 20 sẽ chia được cho 4, cho 5, cho 10, cho 2. Đúng không? Vậy thì đây có thể chia cho mấy nhỉ? Cho 4 không được. Chia cho 5. 6, 9, 15. À, như vậy thì cũng không chia được đúng không? Rồi, vậy thì để chúng ta để đây là phân số gì? Tối giản nhé. Câu B nè. 7/24 cộng 5/12. Vậy thì chúng ta cũng nhìn thấy nè. 24 này chia được cho bao nhiêu? Chia được cho 12. Nên chúng ta sẽ quy đồng ở đây mẫu chung là bao nhiêu? 24. Vậy chúng ta sẽ có 7/24 nè. Cộng nè. 5/12 chúng ta quy đồng lên. 24 chia cho 12 được. Được 2. Như vậy 2 x 5 sẽ là 10/20 24. Đúng không? Rồi. 7 cộng với 10 là 10/17/24 các em nhé. Có rút gọn được nữa không? Cũng không rút gọn được. Đúng không nào? Rồi câu C nè. 4/3 - 4/7. Vậy thì đây chúng ta cũng sẽ quy đồng mẫu là bao nhiêu? 21. 7 x 4 là 2. 28. 3 x 7 là 2. 21 trừ 3 x 4 10. 12. 7 x 3 20. 21. 8 trừ đi 2 thì bằng 6 nè. 2 trừ 1 bằng 1 trên 21. Đúng không? Đấy thì đây là những phân số tối giản chúng ta không rút gọn được. Rồi 8/9 - 5/6. Vậy thì mẫu ở đây sẽ là bao nhiêu? Cũng là 96/54. Ta nhân chéo lên. 6 × 8 = 48. 9 × 6 = 54. Trừ 9 × 5 = 45. 6 × 9 = 54. Rồi 48 - 45 thì còn mấy? 3. Và đây sẽ là bao nhiêu? 50, 54. Như vậy 54 cũng không chia hết cho 3 đúng không? Chia được không nhỉ? Chia được đúng không? 54 chia cho 3. 5 chia cho 3 được 1, còn dư 2. 24 chia cho 3 được 8, 83, 24 hết. À, như vậy thì đây chúng ta rút gọn được nè. Đúng không? Sẽ là 1/10, 18 nhé. Còn không, chúng ta không rút gọn, chúng ta cứ để là 3/54 cũng được. Được chưa? Rồi, câu E nè. Đây là cái gì các em? Nhân hai phân số, lấy tử phân số thứ nhất nhân tử của phân số thứ hai, và mẫu phân số thứ nhất nhân mẫu của phân số thứ hai. Đúng không? Rồi, vậy thì đây không có thể cái gì trùng được, chúng ta nhân lên. 5 × 7 = 3, 35. 2 × 4 = 8. Được chưa? Rồi đến câu G nè. Cũng tương tự như vậy. Ở đây sẽ là 10 × 7 nè trên 21 × 10 = 15 nè. Đó, vậy thì ở đây chú ý nè, cách mà chúng ta tách ra nè. Đây là cái cách mà chúng ta làm nhá. 10 × 7 nè trên nè 21 nè, các em nhân cho 15 nè. 10 nè, chúng ta nhìn thấy ở đây nó có 15 nè. Vậy thì 10 sẽ bằng 5 nhân mấy? 5 nhân 2. Rồi nhân với 7 chúng ta giữ nè. Được chưa? Trên nè. 21 ở trên, nếu ta thấy có 7 nè thì sẽ bằng 7 nhân với 3.
nhân với 5 nhân với 3. Trên có 7 nè, dưới có 7 nè, trên có 5 dưới có 5 nè, đúng không? Đó, vậy thì ở trên tử bây giờ chỉ còn mấy? Còn số 2. Và dưới mẫu nè, 3 nhân với 3 là 9. Được chưa? Đấy. Vậy thì đây chúng ta chỉ còn là 2 phần gì? 2 phần 9 nhá. Chúng ta đừng có nhân lên là 70 trên cái này, nó rất là dài nha và rất là khó. Đấy, chúng ta làm cách này nè. Rồi, đây là cái gì các em? Chia 2 phân số sẽ bằng phân số thứ nhất nhân với đảo ngược của phân số thứ hai. Đúng không? Đó. Rồi bây giờ chúng ta cũng sẽ làm cái này ra giấy nháp giống như cái câu bên. Nó sẽ bằng cái gì đây? 20 nè. Nhân với 20, 27 nè. Trên mấy cái em? Trên 9 nè. Nhân với 10, 15 nhá. Rồi đến đây thì chúng ta sẽ thực hiện ra giấy nháp này. 20 nhân 27 nè. Trên nè. 9 nè. Nhân với 10, 15 nè. Vậy chúng ta nhìn thấy ở trên có 20, dưới có 15 nè. Chúng ta tách ra 20 thì sẽ bằng 5 nhân 4 nè. 27 ở dưới này có 9 nè. 27 sẽ bằng 9 nhân cho 3. Được chưa? 9 nè. Nhân với 15 các em sẽ bằng 5 nhân 3. Trên có 5, dưới có 5. Trên có 9, dưới có 9. Trên có 3, dưới có 3. Như vậy ở trên chỉ còn mấy? Còn số 4 và dưới còn số mấy? Số 1. Vậy thì 4 chia 1 sẽ bằng 4. Đó. Vậy thì đây chỉ còn mấy? 4 thôi nhá. Được chưa? Nhớ cái cách làm nha các em. Rồi, sang bài số 3. Tính bằng cái cách thuận tiện nhất. Đây là gì? Nhân 2 phân số và chúng ta vừa làm cách thuận tiện nhất ở trên đó. Vậy thì sẽ là 72 tử phân số thứ nhất nhân tử của phân số thứ 2 trên mẫu phân số thứ nhất nhân mẫu của phân số thứ 2. Bây giờ chúng ta sẽ làm sao? Tách nó ra. 56 này, 72 này. Đấy, nhìn thấy không? 72 sẽ bằng 9 nhân với 8 nè. Ở đây có 35, đây có 45 nè. Vậy thì 35 nè, các em sẽ tách nó ra bằng 7 nhân với 5 nhá. Đó. Rồi. 45 này giờ chúng ta sẽ tách ra bằng 9 nhân với mấy? 9 nhân 5. Đúng không? 56 thì bằng mấy? 8 nhân với 7. Đúng không? Trên có 9, dưới có 9 nè. Trên có 8, dưới có 8 nè. Trên có 7, dưới cũng có 7 nè. Trên có 5 nè, dưới cũng có 5 nè. Vậy thì bây giờ trên tử chỉ còn số 1 và dưới mẫu cũng còn số 1. Vậy thì 1 trên 1 thì bằng 1. Được chưa? Đó, rất là đơn giản. Đấy, như vậy đến đây chúng ta đã thực hiện xong được cái tiết số 1 nha. Và nhớ về cái cách mà chúng ta tính thuận tiện nhất trong cái bài số 2, số 3. Đó, thầy đã làm rất là chi tiết chúng ta rồi nhé. Và đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình nhé.